Dạ kính chào quý ông bà cô chú đã quay trở lại với kênh máy ấm cua mai chó mèo cùng cá. Ngày hôm nay là qua là buổi điện thoại của anh chồng Cà Mau gửi điện cho Phương nói là có một chị ở chợ Trường Mỹ quận 7 á mọi người, chị bị tai nạn gì đó, rồi chị tại đang mua mang đang nuôi ở nhà của chị là 2 bé chó 4 bé mèo đó. Rồi sau khi anh chồng nói chuyện với Phương xong thì gửi số điện thoại để Phương liên lạc với chị á, thì hôm nay là chị Phương qua nhà chị để nhận các bé nè. Mèo chắc Phương gỡ qua bên máy ấm qua Hồng Đen nuôi giúp thôi, chứ Phương không có nhà mèo, Phương nhận 2 bé chó thôi. Có gì nếu mà bạn qua Hồng Đen bạn có coi được cái clip này thì em nhận giùm 4 cái mèo mạnh nha, đòi tụi nó. Hiện tại giờ là Phương đang ở đường số 1 chợ Tân Thị. Nói chung địa chỉ của chị cũng dễ tìm lắm. Đang giúp chợ Tân Mỹ nha mọi người. Đó, đây là ngã tư đường số 1 chợ Tân Mỹ nha. Thấy vô thì xong rồi chút xíu Phương quay ra, Phương quay cho mọi người coi chợ Tân Mỹ. Chị không cho Phương vô bắt, chị nói để chị bắt.
nó vô chuồng nha mọi người. Giải đi anh. Dạ. Rồi vậy là Phương nhận của cô là 2 bé chó, 1 bé mèo. Còn 3 đứa kia không bắt được. Thì mình đi. Nào cột ràng đàng hoàng hết rồi cái người gọi lại. Đúng rồi, cô bắt bỏ vô thùng hết đi. Không có thùng nữa, nó nguyên cái bộ đó nó chở đi luôn. À, vậy được. Nó quen cái bộ đó rồi. Sáng bọn đó là được rồi, tại vì ít cái đỏ trong cuộn này, cuộn kia, kia nọ. Chỗ đâu? Đâu, để đâu. Rồi, Phương mày giao bé mèo cho bên nha. Nhà sau khi Phương đưa 2 bé nó về máy ấm bà đó mọi người, thì tại vì anh chỉ biết sao không, đi dọc đường á nó có trời mưa, nó phức mưa hoài luôn, Phương không dám chạy một tay để quay phim, cho nên là Phương chạy thẳng về đây luôn để mất công rồi, mưa lớn rồi ướt tụi nhỏ rồi Phương tắm mưa bệnh nữa đó, cho nên là không lỡ dịp quay chợ Tân Mỹ cho mọi người xem. Rồi, hẹn mọi người ở video lần sau nha. Mọi người xem, mọi người nhớ đăng ký kênh giúp Phương, cho Phương một like, chia sẻ. Mình xin cảm ơn mọi người rất nhiều.